Em xin chào các bác. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng Giêng năm Tân Sửu 2021. Em xuống vườn và tiếp tục ngắm những cây lan đai châu của mình tiếp tục nở. Vẫn là cây lan đai châu Thái, có cái kiểu hoa bò sữa, nở từ Tết đến giờ. Vẫn rất là đẹp, đúng không ạ? Cây này dự là sang năm khi mà cái cây nó thuần chậu rồi và có cái ngồng hoa em sẽ không cắt ngắn mà để nó dài tự nhiên thì chắc chắn là sẽ rất đẹp và vô cùng ấn tượng. Và đến lúc đó em tiếp tục trình làng các bác một cái tác phẩm lan đai châu bỏ sữa xuất sắc hơn bây giờ rất là nhiều lần. Giờ em sẽ tiếp tục view tiếp về những cây lan đai châu tiếp tục nở trong vườn em. Giờ đang là mùa xuân mà bác. Nếu như miền Bắc chúng em gọi lan đai châu là lan đai châu, miền Nam gọi là ngọc điểm, thì miền Trung có một từ em thấy rất hay, đó là lan nghinh xuân, tức là lan đón xuân. Và hiện nay thì chúng ta đang ở những cái ngày tươi đẹp nhất của mùa xuân năm Tân Sửu 2021. Hôm nay vườn em tiếp tục nở thêm một cây đai châu hồng cánh sen nữa. Đây là một cây lá xếp rụt rất là đẹp đó. Ngày xưa thì bọn em chơi lan đai châu từ thời xưa thì không để ý lắm về chuyện lá xếp, lá bằng, lá chữ V như thế này đâu. Nhưng mà bây giờ thì em thấy cái độ chơi, cái sự tinh tế trong cách chơi nó ngày càng được nâng cao. Và quả thật nhìn những cây lan có lá xếp rụt, lá mít rụt thì nó sẽ ấn tượng hơn rất là nhiều. Hình khối nó chắc chắn hơn và như vậy thì sẽ tạo nên cái hiệu ứng thẩm mỹ tốt hơn. Và xin giới thiệu tiếp với các bác, đây chính là một cái lan đai châu hồng cánh sen vừa mới sổ ở vườn em. Phải nói là sổ tại vì như em trao đổi video hôm trước khi giới thiệu về những cây lan đai châu ở vườn em, thì những cây lan đai châu Thái mà em mua thì em rất thích màu hồng cánh sen, màu bò sữa nhưng và màu cam. Thế nhưng mà chủ hàng không bao giờ đảm bảo được mà chỉ bảo một cách tương đối thôi, thì nó cũng không khác gì là sổ cả. Và may mắn làm sao cho em hôm nay khi cây lan đai châu này, một cây lá mít xếp rụt rất là đẹp như thế này, lại tiếp tục ra được cái hoa màu hồng cánh sen, màu hoa mà em cực kỳ mến mộ đối với cái dòng lan đai châu này. Nội dung chính của chủ đề hôm nay không phải là đai châu Thái, mà đó là một cây lan đai châu rừng ở Việt Nam. Đây là một cây lan đai châu theo em nó có những tố chất khá là đặc biệt, ít nhất là với em. Ví dụ như ở góc quay này, các bác có thấy nó đang ngược sáng một chút. Thế nhưng các bác có thể thấy, nếu xét về kiểu hình cánh hoa thì cái mặt hoa này không đạt lắm, vì cánh hoa nói chung là hở. Tuy nhiên, nếu xét trên tổng quan chung, với mức độ hài hòa chung của tổng thể một bông hoa hay một chùm hoa, thì theo em đánh giá đây vẫn là một cái mặt bông lan đai châu ngọc điểm khá là đẹp và ấn tượng. Thì em xin phân tích như sau. Mặc dù là cây nó có bông hoa, nó có cái cánh hơi hở và cái cánh thì nó hơi nhỏ một chút, nhưng bù lại nó cong chia đều năm hướng, khá là đẹp mắt đó, rất là phân minh rõ ràng và rất là ngay ngắn, nhìn trông rất là ngay ngắn. Và điểm đặc biệt nhất theo em đối với cái chậu lan này, với cái màu hoa này, đó chính là cái cánh môi. Đó chính là cái cánh môi của cái bông hoa này, nó rất là đặc biệt. Thứ nhất là nó hơi ngước lên một chút, nó hơi bay lên một chút, và thứ hai là cái màu của nó rất là đỏ, màu hồng đậm nhưng mà pha với ánh đỏ rất là đẹp và rất là nổi. Khi với cái một nền trắng như thế này thì nó tạo nên sự tương phản rất là mạnh đấy. Và các góc quay này các bác để thấy là những cái hòa sắc phải nói là rất là tuyệt vời của cái bông lan đai châu rừng Việt Nam này. Và tất nhiên như mọi khi, đai châu rừng Việt Nam vẫn rất là thơm, mùi thơm rất là ngào ngạt, rất là tuyệt vời, rất là quyến rũ. Tiện thì em sẽ so sánh tiếp với những cây lan đai châu rừng khác hiện đang nở ở vườn em. Ví dụ như là cây mặt bông này chẳng hạn. Đây vì là bông rừng mà nên là lá nó rách dưới te tua hết. Nó cũng mới nở được vài ba hôm nay thì nó có cái cánh thì nó khá là bầu bĩnh, khá là đẹp, rất là sáng bông. Cánh môi thì nó màu hồng tươi thôi. Đấy, các bác có thể thấy nó là màu hồng tươi. Đây em zoom vào lại, nó là hồng tươi. Tiếp theo cái cây này thì em giới thiệu video trước đó rồi, nó tàn rồi, cũng bông này thì cánh mai rất là đẹp, cũng là một màu hồng tươi.
Đây là những cây lan rừng ở Buôn Đôn nhé các bác nhé, những cây lan Đai Châu rừng Buôn Đôn. Với cái mặt bông hôm nay, cây này nó cũng mới sổ đây thì em thấy là nó cũng chưa được ấn tượng lắm. Đấy. Nó bị đốm hơi nhiều và mặt bông không sang lắm, màu trắng thì không phân minh rõ ràng lắm. Còn những cái bông này màu rủ tàn, nhưng mà nếu mà zoom vào sát các bác có thể thấy là cái màu trắng, màu hồng nó vẫn tương phản rất là rõ. Đó. Nhưng vẫn giống như bông vừa rồi thì nó vẫn là một cái màu hồng thôi, hồng sáng, hồng tươi thôi. Chứ nó không đỏ rực như là cái bông kia. Bây giờ em sẽ xách hai chậu gần nhau để các bác tiện theo dõi nhé. Đây ở góc máy này. Ở góc máy này thì em để sát hai cây với nhau. Ồ, làm một tay nó hơi khó. Đây. Các bác có thấy tương phản rõ rệt đúng không ạ? Nó khác hơn rất là nhiều. Một bên là nó mang cái sắc đỏ, một bên là sang mang sắc hồng rất là rõ rệt. Đó. Một bên thì cánh bầu bĩnh dạng kiểu như cánh mai, một bên thì cánh hở, cánh thưa và rất là cong, kiểu như là những cái hoa Renanthera hoặc là những cái lan Vanda cổ ngày xưa chẳng hạn. Đó. Các bạn thấy hai cây cạnh nhau, cái sắc hoa phải nói là rất là tương phản với nhau, rất là khác nhau đúng không? Khó quá. Đây, để em chỉnh lại. Đây, các bạn thấy hai sắc hoa với khác màu khác nhau rất là rõ rệt. Với cái mặt hoa bên này cũng là một mặt hoa theo em là khá đẹp, cũng xứng đáng để chơi. Sáng bông, sáng bông và cánh thì bổ bĩnh cũng khá là đẹp, cũng xứng đáng để sưu tầm chơi. Đó. Nhưng mà nó có khá là nhiều, vừa nãy cũng có khá là nhiều bông như vậy. Bông phía trong này nó cũng mới hé như vậy, cũng theo kiểu như vậy, đều là lan rừng Buôn Đôn. Còn riêng cây này thì em lấy từ mùa trước, cũng là lan rừng, chỉ biết là lan rừng Trường Sơn thôi, không biết là ở vùng miền nào, nhưng mà nó sổ ra được cái bông này phải nói là rất là tuyệt vời. Với em theo kiểu dạng chơi sưu tầm ấy, thì em không phải quan trọng lắm là cứ phải cánh mai, cánh tròn, cánh khít nhìn nó mới là đẹp đâu. Đơn giản em đó là một sự khác biệt. Thì sự khác biệt này đem lại cho chúng ta những cái cảm xúc tốt, chứ không phải là những cái khác biệt mà mang đến chúng ta những cảm xúc nó không được thú vị. Đây các bạn thấy một cái màu phải nói là rất là tươi, rất là sáng. Màu đỏ tươi rất là đẹp. Đó. Nhiệm vụ của em năm nay thế là chăm cho cái cây lan này thật là khỏe mạnh, cái Đai Châu rừng này thật là khỏe mạnh, để năm sau cái vòi hoa nó dài hơn, có một cái mùa hoa rực rỡ hơn. Và nếu được thì có thể là cái kỳ hơi non, nhưng mà em cũng có thử xem để thêm được những cái giống cho giống đẹp cho cái vườn lan của em. Vì như từng chia sẻ, bên cạnh cái giống lan Hồ Điểm là em giống Đai Châu, là em giống lan, là lan mà em cũng đặc biệt thích. Đó. Còn như theo như các cụ ngày xưa thường hay có một câu kinh điển đấy là nhất châu nhì địa. Châu đây là chỉ để chỉ Đai Châu, địa là để chỉ có loài địa lan, lan kiếm lá mềm, địa lan. Bây giờ thì thời thế cũng thay đổi rồi, cũng còn rất nhiều loại lan đẹp lên ngôi. Nhưng em nghĩ rằng là không vì thế mà những giá trị truyền thống sẽ mất đi hay mai một, mà ngược lại sẽ vẫn luôn có những người yêu lan, những vườn lan vẫn luôn gìn giữ trân quý những bản sắc truyền thống tốt đẹp của ông cha ta để lại. Em xin phép được dừng video này tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi video của em cũng như là kênh Nhật Ký Trồng Lan. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.